Bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng ạ. Thì hôm nay bên em xin giới thiệu đến tất cả quý khách hàng chi tiết cái chiếc máy phát điện Honda Elimax SH4000, máy nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật nha quý khách hàng. Thì chiếc này thì về nhà em thì em đã có cái video giới thiệu sơ qua rồi. Thì hôm nay em cho anh em thợ nó kiểm tra điện cũng như là test nổ, test tải, như là vệ sinh qua một số chỗ ở trên cái chiếc máy này chưa ưng ý đấy, ví dụ như khung nó còn bẩn thì bên em vệ sinh qua. Chứ còn chiếc máy này thì thực sự mới quý hàng về cặp này, một chiếc Elimax 5000 này là gần như mới tinh, bên em không phải làm gì cả đấy, rất đẹp luôn nha quý khách hàng. Elimax SH4000, động cơ Honda GX 240, max của nó là 3.7 kva. Xin mời quý khách hàng theo dõi thông số SH4000 Made in Japan này quý khách hàng. Điện zin 220 tần số 50, 2.7 kva, max nó 3.7 kva nha quý khách hàng. Máy thì thiết kế một cái mặt táp lô, bình xăng, bô lọc gió nhỏ nha quý khách hàng. Rất nhìn rất xinh, nhất tiện lợi luôn. Đấy thì những chiếc này thì quý khách hàng có thể phù hợp sử dụng gia đình nha quý khách hàng. Sử dụng gia đình là quá ok luôn. Những chiếc Elimax này, động cơ 240 này quý khách hàng, rất đẹp luôn. Toàn bộ máy móc này là bên em không có động chạm hay là vệ sinh gì cả, em để nguyên bản tại vì nó còn rất là đẹp như thế này. Đấy, quý khách hàng có thể thấy chiếc máy này còn rất đẹp luôn, gần như mới tinh. Tem nhập khẩu là vẫn còn nguyên luôn nha quý khách hàng. Đấy, tem nhập khẩu vẫn còn nguyên luôn. Đấy, rất đẹp. Made in Japan. Động cơ 240. Chụp giật và áo của nó vẫn còn mới tinh luôn quý khách hàng. Đây là khóa xăng, đây là le gió Made in Japan, bình xăng. Đấy. Cái nắp bầu đầu bò này em có vệ sinh qua rồi. Đấy. Vệ sinh qua rồi nha quý khách hàng. Bình xăng con Kei Japan này, bô này. Đấy. Chiếc này khởi động rất dễ nổ luôn. Ốc của bô này, đây quý khách hàng, ốc của bô này gần như là trắng tinh luôn. Đấy, máy rất đẹp luôn nha quý khách. Máy này sử dụng củ phát tròn của Sawa nha quý khách. Đấy, rất khỏe. Hai phích cắm 20A, đèn báo CB. Đấy, rất đẹp luôn. Thì quý khách hàng nào đang quan tâm đến chiếc máy phát điện Elimax này thì liên hệ bên em nhé. Hotline 0966421739, Zalo bên em. Đây là video quay chi tiết chiếc này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, bình xăng. Bình xăng nó đẹp. Đó. Rất đẹp luôn. Bên em có giao hàng toàn quốc nha. Quý khách hàng nào quan tâm thì liên hệ bên em. Đấy. Video hình ảnh chi tiết bên em sẽ gửi đến quý khách hàng nha. Đấy. Zalo bên em 0966421739. Bên em giao hàng toàn quốc luôn. Đấy. Nhà em thì có hai cơ sở, cơ sở nằm ở miền Bắc thì thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Miền Nam là em nằm ở số 69 đường Tân Thới Nhất 01 quận 12 hoặc là số 140 đường Cộng Hòa. Bên em tất cả các dòng máy bên em đều được bảo hành và hỗ trợ trong quá trình sử dụng nhá. Tất cả sản phẩm bên em trước khi giao cho quý khách hàng thì đều được quay video lại chi tiết cũng như là hình ảnh chi tiết gửi quý khách hàng nhá. Đấy, nên quý khách hàng hoàn toàn yên tâm mua hàng bên em. Đấy, giao hàng tận nơi cho quý khách hàng. Vừa rồi thì em cũng giới thiệu nhanh chi tiết cái chiếc Elimax SH4000, công suất của nó 3.7 kva. Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ bên em nhé. Rồi, quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất bên em, like, chia sẻ, ủng hộ bên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo của bên em ạ.